Nếu mà chúng ta ngâm mật ong nhá thì là mình sử dụng hết những cái củ như này, rễ cũng sử dụng luôn, rửa sạch đi, cái rễ của nó cũng tận dụng lấy sạch, không có bỏ một cái gì cả. Đấy, những cái lá này thì mình có thể là xào thịt bò. Hôm nay tôi mới mua được cái lô tam thất này, quá đẹp các bác ạ. Lâu lắm rồi tôi mới mua được cái lô tam thất đẹp như này đấy. Mà củ nó to mà nó đều chứ, mà tôi mua được giá được rẻ. Đấy, cho nên tôi bán giá cực rẻ. Chỗ này thì tôi bán rồi các bác ạ. Vừa chiều nay tôi đăng lên video vậy thì tôi bán luôn được rồi. Có 10 phút ấy, thì tôi bán được rồi. Thì anh em nào mà không may mắn mua được ạ thì thông cảm nhá. Đang thực ra là không tới 10 phút, có 5 phút thôi là có người đã hỏi mua là tôi đã bán được rồi. Thì anh em nào có mấy anh em hỏi sau thì là không mua được, thông cảm nhá. Thì đây này, nếu như mà bác nào có mua được cái tam thất như tôi này nhá, thì là ví dụ như là một củ to như này, củ này nó rơi vào tầm một lạng, hơn một lạng ấy, thì là chúng ta phải ngâm cái củ này khoảng 3 đến 4 lít rượu, thậm chí là 5 lít rượu chứ đừng có ngâm nó đặc quá, không uống được đâu, nó đắng. Mà để ngâm nhiều như này, nhiều rượu vào cho nó trong cái nước, nó nhìn thấy cái củ tam thất nó đẹp hơn. Các bác hiểu không ạ? Đấy, ví dụ như củ nhỏ thôi, củ nhỏ thì chúng ta ngâm khoảng 2-3 lít rượu. Nó tóm lại là đây, những củ bé tí này này, nó tóm lại là ở đây toàn củ to to đấy, chẳng có củ nào bé quá để làm ví dụ đây này. Đây, cái củ này bé tí này, những cái củ bé tí như này đã là ngâm lên khoảng lít rưỡi 2 lít rượu rồi. Đấy là ngâm rượu thì đơn giản. Nếu mà chúng ta ngâm mật ong nhá thì là mình sử dụng hết những củ như này, rễ cũng sử dụng luôn, rửa sạch đi, cái rễ của nó cũng tận dụng lấy sạch, không có bỏ một cái gì cả. Đấy, những cái lá này thì mình có thể là xào thịt bò. Đấy, hơi ngâm đắng thôi, xào thịt bò mình để vào tủ lạnh, xong thì mỗi hôm mình xào một ít mình ăn dần, hoặc là mình để tủ lạnh để mình nấu nước mình uống cũng được, hoặc mình phơi khô đi. Đấy, chặt cả cây, cả cái này này, cái này thì củ và ấy thì mình ngâm mật ong nhá. Thế còn những cái cây này và lá này này mình thái nhỏ, mình phơi khô để làm trà uống hàng ngày. Bởi vì cái tam thất rừng này nó tốt lắm. Một cái củ bé tí như này này, củ như thế này, nhưng mà cái tuổi thọ của nó ấy, nó phải rơi vào 4 đến 5 năm. Củ bé tí như này 4 đến 5 năm thì cũng bằng cái củ tam thất mà trồng hàng chục năm. Mà cái tam thất rừng này nó lớn cực chậm, cho nên là cái chất saponin nó cực nhiều. Cái tam thất càng già thì cái chất saponin nó càng nhiều, càng tốt. Tất cả những cái loại khác ấy, cây trồng khác ấy, một thời gian thôi, 5-3 năm là nó lỗi đi rồi, là nó rẻ. Thế nhưng mà riêng cái tam thất này thì bao nhiêu năm rồi, nó từ ngày xưa ông cha cụ mọ nhà mình đã sử dụng cái tam thất này, đến bây giờ bao nhiêu năm rồi, nó dài đằng đẵng hàng trăm năm nó vẫn tồn tại, thì chứng tỏ là cái tam thất này nó tốt thực sự. Mà nhà khoa học kia thế giới người ta đã công nhận, chứ không phải là tôi nói đâu các bác ạ. Một số bác có hỏi tôi là thì cái giá tiền của cái tam thất này cụ thể là bao nhiêu tiền, thì tôi phải nói thật với các bác là nhiều khi mình có tiền không mua được, thật sự luôn. Có rất nhiều người đặt tôi mà tôi không thể mua nổi ấy, chứ không phải có tiền mà mình mua được đâu. Nhưng nhiều lúc tôi mua được rẻ thì tôi lại bán rẻ, tôi mua đắt thì tôi lại bán đắt. Nhưng mà tóm lại cái đồ tam thất rừng này là nó đắt tiền các bác ạ. Ít nhất cũng phải 5-7 triệu, 7-8 triệu một cân, đấy là ít nhất, chứ không có cái rẻ hơn đâu các bác ạ. Nếu như các bác muốn mua tam thất rẻ thì mình gõ vào Google, mình gõ tam thất rừng cái là ra một loạt, là tam thất Trung Quốc ấy, thì chỉ có 2-3 triệu một cân thôi. Thì mình không có tiền thì mình sử dụng cái đó cũng được, chứ đâu phải là không đâu. Nhưng mà dùng tam thất của Trung Quốc thì mình không biết được là nó người ta trồng rồi, người ta chăm sóc rồi, người ta cho những cái thuốc kích thích các thứ vào nó như thế nào, mình không nắm rõ được. Thì tôi thử kiểm tra rồi thì nó chỉ vào 2-3 triệu một cân thôi, mua bao nhiêu cũng có. Nhưng mà cái tam thất này thì chắc chắn là nó tốt thật, tam thất rừng này tốt thật. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cứ có tiền là mình mua được. Chết là chết ở chỗ đó cơ. Nhiều người hỏi mua này, thế tôi lấy về, mai tôi lấy về tôi bán thì tôi khối tiền. Nhưng mà không có các bác ạ. Muốn mà cũng được cái chứ. Tiền ai chả thích các bác. Các bác thích tiền thế nào tôi thích thế chứ. Đúng không ạ? Đấy, anh em nào mà không mua được lần này thì thông cảm giúp tôi. Tôi để lần sau nhá. Tôi muốn kiếm tiền lắm, chứ tôi muốn bán hàng lắm, nhưng mà cũng có. Mong các bác thông cảm, anh em thông cảm giúp tôi nhá.
Cảm ơn các bác anh em đã tin tưởng mà mua của tôi rất nhiều, phải tin tưởng lắm mới mua của tôi đấy, vì cái đồ này đâu phải là nó là tiền triệu đổ lên chứ đâu có phải ít vài trăm nghìn mà mình buông xuôi được. Tôi cảm ơn các bác rất nhiều. Thôi, bye bye các bác.